Anh Kiên ơi, Ơi, có bạn Khoa bằng lấy gậy này nhờ anh đi chấm này. yêu chấm cho anh tí nhá. Trong lúc anh chat với khách này thì em ra em phá hộ anh cái, xong anh ra anh dọn cho nhá. Vâng anh. Ôi chào, ôi phá nhớ phá mà cũng không phá được. Thế này thì ăn một điều hai kiểu gì? Đang ăn giờ? Sáng xe hai bao. Trời, ăn con một cái chạm nhẹ con hai được thôi, ăn một đẩy nhẹ cái chạm hai. Như này này, đã hiểu bài toán chưa? Nào, thế bây giờ con hai ra thế này lại là một tình huống nữa. Ăn để điều con bi số 3 như thế nào bây giờ đây? Chiu 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 chiu. Khoái đấy, khoái không? Bài toán bắt này khoái không? Cái qua đây căn chỗ khe đầu 5-6 để điều 3 nhá. Kéo. Rồi, ok. Đẩy cong phê. Căn đầu 5-6 điều 3 rồi. Và bây giờ 3 điều như thế nào ra 4? Hoài quá. Đẩy nhẹ lên đây sau đó thì rút con 4 nha. 12 giờ. Được không? Vào không? Úi chào ôi. Nào bây giờ 4 ra 5 tình huống khá là hoài đây này. Con này tặng bạn một kỹ thuật người ta gọi là cu lê áp phê ba băng. Rồi mũi gậy con này cu lê và đặt một chút áp phê vào hướng 1 giờ nhá. Để ý này, cái sẽ chạy 3 băng về đây để điều con bì số 5. 1 giờ. Về đây nghe em. Các bạn thấy thế nào? Được của nó, được không? Được. Rồi, ok. Bi 5 ra 6 thì điều như thế nào? Úi chào, lại là một tình huống nữa. Ván đấu này quá nhiều tình huống. Nhờ phá thế. Không biết phá rồi. Nhưng mà không biết phá thì cũng là một cái may mắn các bạn ạ. Con mà biết phá thì bố mẹ khổ lắm. Ok, ăn cái đây để đánh con bi 6 lỗ góc vậy. Nào, con này trên tâm bi táng vào đây để lên đây nhá. Con này cu lê nhưng mà vào chắc tay. Đó, các bạn biết kỹ thuật đấy chưa? Cu lê chắc tay. Vâng, để điều con bi 6 lỗ góc sang. Và bi 6 ra bi số 7. Hướng này kéo sang đây để ăn con bi số 7. Con này chỉ cần vào tâm bi thôi. Đường riêng, ok. Và bi số 7 ra bi số 8 làm như thế nào? Trôi nhẹ lại và sau đó đẩy cu lê điều bi 9 dưới tâm bi một chút. Rồi, cu lê anh trôi. Trôi cu lê hả Diêu Anh? Chô. Tự nhiên rồi, cu lê thì xuống cái. Nhưng mà đã thế thì anh lại tặng cu lê cho sành điệu. Một băng, hai băng ra đây điều chín, được không? Được. Được luôn, nhìn nha. Đó. Ra đây điều chín, hay không? Ok, 12 giờ, lần sau nhờ phá cho cẩn thận nhé. Vâng, chúc bạn may mắn và nhớ follow ủng hộ kênh nhé.